Shout out to this. Hendrix. I promise to swear, so. Ok, chào Cam ơi. Ok. Ok, hi, chào các bạn cùng nhau quay lại với GVN Channel. Và đây lại là những số họ đáp. Thì nếu như các bạn nãy giờ để ý thì bọn mình đã không còn ở trong văn phòng của GVN. Mà hôm nay là trong một cái chuyến đi chơi thì sẵn cũng muốn giải đáp cho bạn một số những câu hỏi mà các bạn đang thắc mắc trong tuần vừa qua. Thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu ngay đến số họ đáp tiếp theo. Xin mời. Đối với câu hỏi đầu tiên là của bạn EDM Bảo Hoàng, thì bạn có hỏi là nguồn có ghi là 110 đến 120 V, nếu như đang chạy bình thường mà tự nhiên sụp xuống 110 V thì nguồn có hoạt động bình thường không, có hư hại linh kiện gì không? Và bạn còn hỏi cái vế thứ hai là ổ cứng Seagate và WD thì chọn ổ cứng nào để cho lại cái việc chơi game nặng và làm việc tốt hơn. Về cái vấn đề của bạn nha, thì về cái vấn đề nguồn điện đó thì điện á nó sẽ không thể đùng một cái mà tụt từ 220V xuống 110V được, là vì mỗi quốc gia, mỗi khu vực họ sẽ có một cái chuẩn nguồn điện riêng. Ví dụ như ở Việt Nam là 220V 50Hz. Thì nếu như mà có cái vấn đề mà không ổn định về điện áp á, thì nó sẽ chỉ dao động trong một cái biên độ rất thấp thôi. Nó không thể mà nó dao động mà đùng một cái từ 200 xuống 110 được. Và cái việc dao động đó á, thì nguồn có thể chịu được, cho nên bạn có thể yên tâm về việc đó. Còn một vấn đề nữa mà các bạn cần phải để ý đó chính là phía sau những cái nguồn á, nếu như cái nguồn của bạn nó có cái cần gạt là từ 110 sang 220 hoặc là ngược lại, thì thật ra là những cái nguồn đó có thể là người ta bán cho thị trường quốc tế á, tức là nó sẽ tiếp cận đối với nhiều quốc gia. Và ở Việt Nam thì bạn bắt buộc phải gạt qua cái số là 220, nó đúng với cái hiệu điện thế của Việt Nam. Còn đối với những cái nước như là châu Âu hoặc là bên Bắc Mỹ á, thì họ sẽ sử dụng điện 110. Thì cái đó bạn, nếu như bạn có trường hợp là mang cái nguồn đó qua bên kia xài á, thì bạn phải gạt qua đúng là 110. Còn cái vấn đề thứ hai là bạn đang hỏi về thương hiệu Seagate và WD á, thì thương hiệu nào sẽ cho lại cái chất lượng tốt hơn. Thì bản thân mình thật ra là mỗi hãng đều có một cái ưu và nhược điểm khác nhau, nên là các bạn có thể tìm hiểu thêm. Đó, ngoài ra thì nếu như hỏi về cá nhân mình á, thì mình vẫn thích hơn một chút xíu về WD, tại vì mình đang xài một ổ WD ở nhà. Và thêm nữa là gợi ý cho bạn là nếu như bạn có nhu cầu sử dụng hiệu năng cao chơi game á, bạn có thể lựa chọn ổ WD Black, nó sẽ cho lại hiệu năng rất là ổn. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Tiến Đạt Đặng Ngô, thì bạn hỏi là GVN cho mình hỏi mình định mua khoảng 4 cái SSD 2.5 inch dung lượng tầm 120GB mỗi cái để chạy RAID 0. Và mình thắc mắc là khi chạy RAID như vậy thì tốc độ của RAID sẽ bằng tốc độ của 4 ổ SSD đang RAID lại đúng không? Và nếu RAID như vậy á, thì ổ của mình dung lượng sẽ là 120GB hay là 480GB? Cảm ơn GVN. Trước tiên á, chắc là mình sẽ giải thích sơ qua về cái khái niệm RAID cho bạn nào chưa hiểu nha. Thì RAID á, nó là viết tắt của cái cụm từ Redundant Array of Independent Disks. Nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là bạn sẽ sử dụng nhiều cái ổ đĩa có tính tương đồng để đạt được, dùng chung với nhau để đạt được một cái mục đích nào đó. Thì ở đây bạn hỏi là RAID 0, thì RAID 0 á, nó sẽ cho bạn một cái tốc độ đọc ghi tốt hơn, dựa vào việc là bạn truy xuất dữ liệu trên, bạn phân một cái mảng dữ liệu ra thành các cái phần nhỏ hơn để lưu vào các ổ lưu trữ khác nhau. Thì đó là cái công nghệ RAID 0. Và tác dụng của nó thì nó sẽ giúp cho bạn có được một cái tốc độ đọc ghi tốt hơn rất là nhiều so với khi bạn sử dụng một cái ổ cứng. Và còn một vấn đề nữa mà bạn cần phải biết á, là thật ra đúng như bạn đã suy nghĩ là nếu như bạn kết nối 4 ổ SSD 2.5 inch lại với nhau thì sẽ cho lại tốc độ là bằng 4 ổ đó cộng lại luôn. Và thêm một cái nữa là về cái dung lượng thì nó chỉ đạt là 120GB thôi đó. Nhưng mà bị một cái như thế nè, thứ nhất nha, bạn xét về giá thì mình không nghĩ là sẽ tối ưu lắm cho cái chuyện là bạn đi mua một lúc 4 ổ 2.5 inch. Thay vì như vậy thì bạn chỉ cần mua một ổ SSD NVMe thôi. Và vấn đề thứ hai là về cái chuyện là bảo lưu cái dữ liệu của bạn. Tại vì nếu như bạn Z 0 á, thì một trong 4 ổ đó hư, đồng nghĩa với chuyện là tất cả dữ liệu trong 4 ổ đều hư luôn đó, và mất luôn. Cho nên là mình nghĩ cái chuyện là Z 0 á, nó không tối ưu lắm trong trường hợp này. Và khuyên thật là bạn nên suy nghĩ đến chuyện là mua một SSD NVMe, sẽ cho lại cái hiệu suất cao, tốc độ nhanh mà còn vừa an toàn nữa. Cảm ơn bạn rất nhiều. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Lin VMT95. Xin lỗi bạn vì tên hơi khó đọc. Cho GVN, mình muốn hỏi là cổng HDMI 1.4 có truyền được hình ảnh 1080 75fps hay là không? Nếu không thì mong GVN có nêu vài ví dụ màn 16:9 1080p 75Hz độ sáng 300 nits, DisplayPort 1.227 inch. Vì mình đang muốn mua màn hình cấu hình trên nhưng phần lớn đều được 300 nits thì chỉ có HDMI 1.4 mà thôi. Cảm ơn GVN. Về vấn đề này thì chắc hãy cho bạn một số những cái giải đáp ha. Mình nghĩ là cái vấn đề bạn đang thắc mắc ở đây là cái băng thông của cái chuẩn HDMI 1.4 đúng không? Thì bạn cứ yên tâm là vì HDMI 1.4 á, thì nó có thể cho phép bạn xuất màn hình ở độ phân giải Full HD á, lên tới 120Hz lận. Cho nên là nếu bạn đang có nhu cầu tìm màn hình và hiện tại cái cài của bạn chỉ có thể hỗ trợ cái chuẩn HDMI 1.4 thôi á, thì nó sẽ không có vấn đề gì hết. Cho nên bạn cứ yên tâm vấn đề đó nha. Cảm ơn bạn rất nhiều.
Ok, một câu hỏi nữa khá hay mà mình nghĩ anh em đang có nhu cầu nâng cấp máy sẽ rất là để ý. Đó chính là của bạn Hiền Đoàn. Thì bạn hỏi là: em chào GVN, hiện tại thì em đang dùng combo i5-7400 và GTX 1060 3GB. Thì ở thời điểm hiện tại nên lên card hay lên chip ạ? Chip thì em hướng tới i5-8400 và card thì là 1070 8GB. Game bạn chơi thì là CSGO, Hitman 2, Low PUBG. Và em hỏi là chip Intel X Series thì nó có khác biệt gì so với những chip Intel phổ thông ạ? Ok, về cái vấn đề đầu tiên nha, tức là ví dụ bạn đang cần nâng cấp máy và với cái cấu hình hiện tại của bạn á, mình nghĩ là cái việc nâng VGA sẽ cho bạn cái hiệu năng và cái trải nghiệm chơi game tốt hơn. Vì nếu mà theo như bạn nói bạn đang cần lên i5-8400 á, thì sẽ có hai việc bạn cần làm. Thứ nhất á, là bạn phải thay main. Và thứ hai, bạn vẫn sẽ tốn tiền để mua chip, tại vì cái socket LGA1151V1 của cái dòng mainboard bạn đang xài á, thì nó sẽ không tương thích với cái chip Intel thế hệ thứ 8. Và cái thứ hai á, bạn đang chơi game thì việc nâng VGA, cái con 1070 đó nó không có nghẽn cổ chai khi mà bạn đi với con i5-7400 đó. Cho nên là nâng card sẽ là một cái lựa chọn tốt hơn. Vậy nha. Còn vấn đề thứ hai á, là bạn đang hỏi về cái dòng CPU X-Series á, thì nó khác gì so với những cái CPU thông thường. Thì bản chất ra những cái con CPU X-Series đó, nó là thuộc dòng high desktop, tức là thuộc dòng cao cấp của Intel. Thì nó sẽ có một số những cái bổ trợ đặc biệt hơn. Ví dụ có những cái hàm API mới, nó sẽ bổ trợ cho cái chuyện là các bạn phục vụ cho nhu cầu công việc tốt hơn. Kèm thêm đó nữa có một cái đặc biệt, đó chính là những cái dòng X-Series đó, nó sẽ có một cái hệ chipset riêng luôn, và nó nằm trên những cái mainboard riêng luôn đó. Nên là nếu như các bạn đi mua phải để ý một chút xíu về cái chipset của nó, tại vì nó sẽ không giống như cái con CPU phổ thông thông thường. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Lộc Tăng. Bạn có hỏi là: chào GearVN, cho em hỏi là đang xài con lab Acer F5-573G55HV được hơn 2 năm và có nhu cầu nâng cấp RAM và SSD. Mấy em có hỗ trợ cổng SDM2-2280 thì có thể sử dụng cho SSD NVMe không ạ? Em đọc trên mạng thì được biết là vẫn sử dụng được, nhưng hiệu năng lại bị giảm đi một nửa. Và nâng SSD thì mình cần phải xóa Win HDD rồi cài lại Win bản quyền trên SSD không? Em xin cảm ơn rất là nhiều. Về cái vấn đề này thì Khải tư vấn cho bạn một chút xíu đi. Ok, về cái vấn đề của bạn thì mình sẽ giải thích như thế này. Là việc một cái máy nào đó nó hỗ trợ cái SDM2-2280 thì không có nghĩa là nó sẽ hỗ trợ cả hai chuẩn NVMe và SATA. Và như cái số BBC cũng như là một số cái video hỏi đáp trước mình cũng đã nói về việc này rồi, thì SSD M2 bạn nên để ý là cái máy của bạn đang hỗ trợ chuẩn NVMe hay là M2 SATA. Và theo như mình tìm hiểu được nha, tại vì có một số thông tin mà Acer, việc cái máy họ bán trên thị trường Việt Nam luôn, nhưng mà họ lại không có cái thông tin đó để mình có thể trực tiếp thấy. Thì theo như những gì mình biết thì cái máy của bạn đang là hỗ trợ cái chuẩn SSD M2-2280, nhưng nó là M2 SATA. Vì vậy thì cái SSD NVMe bạn sẽ không gắn được trên cái máy đó. Và thêm một cái thông tin nữa là cái máy của bạn á, là theo như gì mà mình tìm hiểu được thì nó sẽ hỗ trợ tối đa là 32GB RAM DDR4. Đúng rồi, 2 slot RAM. Cho nên á, là ngay thời điểm hiện tại, nếu như bạn muốn nâng cấp RAM hoặc nâng cấp những cái gì đó khác á, thì phải lưu ý về cái vấn đề này. Còn một cái vấn đề tiếp theo là bạn hỏi về cái chuyện là bạn đi mua một cái SSD mới thì hiện tại Win 5.HD á, thì thiết nghĩ là thật ra chuyển Win nó có một cái gì đó mình không hề tin tưởng. Tại vì thường á, thật ra mình đã có thử làm rồi, và khi mà các bạn chuyển Win từ HDD sang SSD á, nó sẽ thường gặp những cái lỗi rất nhiều, tại vì hai cái hệ sinh thái khác nhau. Cho nên đó là để tốt nhất và tối ưu nhất á, mình nghĩ là bạn nên backup lại dữ liệu những cái gì đó trên Win của bạn hiện tại á, thì sau đó bạn có thể cài một cái Win mới lên một cái SSD mới luôn. Như vậy nó sẽ cho lại một cái bạn một cái chuyện sử dụng nó ổn định nhất và hoàn hảo nhất ngay thời điểm này. Đúng rồi, và driver của Acer thì họ đã niêm yết hết trên trang chủ đó. Bạn có thể vào để download lại để có được cái trải nghiệm sử dụng tốt nhất. Vậy nha. Ok. Câu hỏi tiếp theo khá hay nè, của bạn Vĩnh Hưng Tú. Bạn có hỏi là: cho GVN, cho mình hỏi cái vấn đề về Intel Optane. Với cấu hình hiện tại của mình đang sử dụng là i7-7700K Man Asprop Z270 Extreme 4. Hiện mình đang sử dụng một con Samsung M2-960 NVMe chạy Win cộng với một cái SSD SATA 3 chạy game cộng với một cái HDD để chứa dữ liệu. Bây giờ thì mình định lắp một thanh Intel Optane vào để bứt tốc độ HDD có được không? Và khi cài đặt thì có xảy ra lỗi gì không hoặc mất dữ liệu gì không? Mình cũng lên mạng tìm hiểu nhưng toàn những cái combo Intel Optane cộng HDD, nhưng mình chưa thấy bài combo M2 NVMe cộng Intel Optane cộng HDD. Mong GVN giải đáp giúp mình vì mình sợ mua về lắp lại không được hoặc là có sự cố. Cảm ơn GVN rất nhiều. Ở ngay thời điểm này thì thật ra về cái combo mà bạn đang muốn sử dụng đó là SSD NVMe để cài Win và Intel Optane boot cho HDD thì nó vẫn đang gặp một số những cái lỗi về vấn đề lắp đặt. Đúng rồi, thì hiện tại cái vấn đề mà tương thích giữa các dòng SSD NVMe, Optane và HDD hiện tại thì bên mình cũng chưa có thông tin chính xác luôn, và nó diễn ra rất là ngẫu nhiên trên các cái dòng mainboard khác nhau và các cái dòng chipset khác nhau. Vì vậy thì mình chưa có thể cho bạn cái thông tin chính xác được. Cho nên là để an toàn á, thì hiện tại nếu như bạn đang có nhu cầu lưu trữ
thêm, và những cái ứng dụng đó bạn cần chạy nhanh thì mua thêm SSD vậy nha. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Đức Vũ Lavis, thì bạn hỏi là mình chưa phân biệt được VGA loại nào thì có thể chạy được những màn hình 2K, 4K, ví dụ như 1060 GTX thì chạy màn hình 2K được không, và chạy ở tần số quét 144Hz có được không? Vì nếu VGA chỉ kéo được nổi tầm 120Hz thì có khác gì so với 60Hz không thông thường không? Một cái vấn đề nữa mà bạn đang thắc mắc là mình sẽ sử dụng những cái thông số nào để có thể biết được VGA có thể kéo nổi màn hình 2K, 4K với tần số quét 144Hz hay không? Mong GVN giải đáp giúp mình ạ. Vì cái vấn đề đầu tiên là bạn đang thắc mắc là cái card nào có thể xuất ra tối đa được ở cái khung hình nào và cái tần số nào. Thì thật ra là ở trong website của nhà sản xuất họ đều có công bố hết cả đó, cho nên là các bạn đều có thể tự xem trước. Điển hình như con 1060 thì nó có thể xuất ra tối đa là ở độ phân giải 8K và với cái tần số quét là 60Hz. Đúng đó. Và cái vấn đề mà bạn đang thắc mắc là liệu cái con 1060 đó nó có chơi được màn 2K 144Hz không á, thì mình xin trả lời là có. Tuy nhiên với cái màn hình 2K 144Hz á, và với cái con GTX 1060 đó, thì bạn nên để ý cái vấn đề là cái màn hình 2K 144Hz trên cái màn hình đó thì bạn có thể sử dụng con GTX 1060 để đạt được cái mức tần số quét đó trên các tác vụ cơ bản hoặc là game nhẹ thôi. Còn nếu mà bạn muốn chạy 2K 144Hz trên những cái game đồ họa AAA thì ngay cả ở lowest setting mà cũng chưa chắc là nó có thể đạt được mức đó. Và nếu mà bạn muốn trải nghiệm tốt hơn với cái độ, với cái tần số quét là 144Hz á, thì nên scale down nó xuống tầm Full HD thôi, thì sẽ có một số game bạn sẽ có được cái trải nghiệm tốt nhất vậy nha. À quên, còn một vấn đề nữa mà mình chưa giải đáp cho bạn, đó là việc là bạn đang thắc mắc là liệu cái làm sao để biết được là 144Hz màn 2K 4K thì cái card nó có hỗ trợ hay không á. Thì bạn có thể lấy cái con số mà 8K 60Hz trên con 1060 ví dụ đi, một con 60 đó, và bạn scale down nó xuống thì 8K 60Hz nó sẽ tương đương với 4K 120Hz, và từ đó xuống nữa thì nó sẽ có một cái bảng thông tin chính xác, mình có thể để dưới phần description, bạn có thể tham khảo lại để có thông tin chính xác hơn nha. Câu hỏi kế đến là của bạn Hùng Dũng, thì bạn có hỏi là admin cho mình hỏi đối với tảng all-in-one á, tức là tảng nước á, thì làm sao để biết được thời điểm nào cần phải thay mới. Rồi về cái vấn đề này Khải cũng sẽ tiếp tục giải đáp luôn cho các bạn. Ok, chắc là đầu tiên á, thì mình sẽ nói sơ qua cho các bạn về cái tảng IO. Thì cái khối lượng nước trong cái tảng IO đó, đồng ý nó có là một cái khối lượng cố định, nhưng việc nó có vơi đi trong quá trình sử dụng là có. Vậy nên là đặt cái trường hợp nếu như các bạn đang sử dụng á, mà các bạn thấy là cái nhiệt độ máy của bạn mà nó nóng hơn bình thường á, thì bạn nên, việc làm đầu tiên là bạn sẽ kiểm tra lại tất cả toàn bộ những cái thành phần linh kiện trong đó để coi là nó gặp vấn đề ở cái chỗ nào. Nếu như đặt trường hợp là nó gặp vấn đề ở ngay cái tảng nước đó, thì khi này các bạn mới cần phải cầm ra những cái địa chỉ bảo hành hoặc là trung tâm bảo hành, người ta sẽ kiểm tra hộ cho bạn. Và thêm một cái thông tin thêm cho các bạn luôn là đối với cái tảng nhiệt nước only one á, thì nó sẽ có cái thời hạn sử dụng, nếu đạt cái mức gọi là hoàn hảo á, nó có thể sử dụng từ 3 tới khoảng 5 năm là rất bình thường. Và thêm nữa là cái thời gian bảo hành thì nó cũng sẽ tầm từ 3 tới 5 năm luôn đó, nên là khi mà bạn sử dụng cũng không ngại với cái vấn đề là sử dụng nó sẽ bị hư hỏng và trục trặc mà không có ai hỗ trợ mình đó. Và lưu ý nha, hàng chính hãng mới bảo hành. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Bùi Văn Tài, giống tên tươi. Bạn có hỏi là về switch của bàn phím Top Re và MX Cherry á, thì bên nào bền hơn hả anh? Em muốn mua một con Top Re và cũng tìm hiểu thêm trên mạng nhưng mơ hồ quá. Mong GVN giải đáp giúp em câu hỏi này ạ. Cảm ơn GVN rất nhiều. Đối với câu hỏi này thì chắc là để Khải giải đáp luôn cho các bạn, bởi vì về switch thì Khải sẽ biết nhiều hơn mình. Top Re chắc là nhiều bạn cũng thấy lạ đúng không? Thì cho bạn nào chưa biết, Top Re là một trong những nhà sản xuất cơ học đến từ Nhật, Cherry là Đức nha. Thì họ có một cái cách gia công switch rất là mới, rất là lạ. À, không mới đâu, nhưng mà cũng khá là nổi tiếng. Okay. Đúng. Thì về cơ bản á, cái switch của Top Re họ sẽ có một cái cơ cấu bên trong khá là phức tạp hơn nhiều so với Cherry. Và ở dưới á, họ sẽ sử dụng một cái màn rubber dome, tức là vẫn là một cái màn cao su để nhận tín hiệu. Cho nên là cái cảm giác gõ của switch Top Re á, nó sẽ khác, nó khác rất là nhiều. Và được nhiều người đánh giá là gõ sướng hơn so với Cherry. Nhưng mà có một cái vấn đề như thế này, tức là cái cơ cấu switch của Top Re thì họ vẫn sẽ sử dụng cái màng cao su đó để nhận tín hiệu, cho nên là cái việc chơi game á, nó sẽ không thực sự tối ưu. Cho nên là cái vấn đề mà chọn switch nào để mà làm việc hay là để là chơi game á, thì mình nghĩ bạn nên trải nghiệm để có được cái nhận xét tốt nhất. Về độ bền á, thì cả Cherry và Top Re đều được quảng cáo có mức độ bền ở mức là 50 triệu lần nhấn. Nhưng mà mình có một cái khoảng thời gian chơi Mickey và anh em ở đó cũng nói á, là số thì như vậy, nhưng mà theo như trải nghiệm thực tế thì một số anh em họ đánh giá là cái switch Top Re họ lại có độ bền tốt hơn so với Cherry. Mình thì cũng không có biết nhiều về vấn đề này. Tuy nhiên cái nguyên nhân mình nghĩ đó chính là việc Top Re họ giữ nguyên cái dây chuyền sản xuất ở Nhật,
tất cả những cái đầu vào từ nguyên liệu cho tới gia công, cho tới sản xuất nhà máy, sản phẩm đầu ra đều là ở Nhật hết. Chứ không như Cherry là việc họ đã outsource ra bên ngoài rồi, họ thuê bên ngoài để gia công cái switch Cherry của họ. Mặc dù chất lượng nó sẽ tương đương nhưng mà độ bền thì mình cũng chưa nói trước được. Đó là cái vấn đề độ bền. Vậy nên là chốt lại đi thì bạn vẫn nên trải nghiệm hết tất cả mọi thứ để mà cho lại một cái đánh giá khách quan nhất của cá nhân mình. Đúng. Đến là của bạn Mark Harris thì bạn có hỏi là đầu tiên, hiện tại mình cần một laptop giá khởi điểm từ 22 đến 25 triệu với cái spec giống MSI GF73 nhưng mình không muốn tốn khoản VGA, mình không có render hay là chơi game nặng gì cả. Mình biết là trên thị trường có cái dòng laptop phù hợp cho mình không? Mình chủ yếu là muốn máy đa nhiệm tốt và xử lý nhanh các tác vụ nặng. Vấn đề thứ hai bạn hỏi là mình đã tìm kiếm ở trên mạng nhưng không thấy nhiều nơi có thể customize laptop như là Aftershock cũng xinh nhưng chế độ bảo hành rườm rà, mong GV cho mình thêm ý kiến. Về cái vấn đề của bạn á, thì thật ra mình nghĩ là bạn không cần Vega mà, cho nên là không cần phải chơi game, bạn chỉ cần một con CPU ngon hoặc là đa nhiệm tốt thôi. Thì một cái máy tầm 22-25 triệu thì những cái laptop doanh nhân sẽ rất phù hợp với bạn. Sắp tới đâu đó khoảng vài ngày nữa, trên channel GVN sẽ có video clip về một cái con laptop mà mình nghĩ là phục vụ tốt với nhu cầu của bạn luôn. Bạn có thể đón xem tiếp tục ở trên channel của mình. Cái đánh đổi duy nhất á, khi mà bạn chọn laptop doanh nhân để làm một cái máy á, nó chỉ là về cái vấn đề kích cỡ màn hình thôi. Tại vì nếu mà bạn đang muốn một cái con như con GF73, đó là con đó sử dụng màn hình 17.3 inch, thì những cái dòng laptop doanh nhân nó sẽ chỉ dao động từ 13 tới 15 inch thôi. Thì nó sẽ là một cái đánh đổi mà mình nghĩ nó đáng với nhu cầu của bạn. Về cái vấn đề thứ hai á, khi mà bạn đề cập tới cái việc mà customize laptop á, thì mình nghĩ là bạn đang nói tới cái bare bone laptop. Thì đúng, Aftershock là một trong những nhà sản xuất mình có thể nói là rất là hiếm. Họ kinh doanh những cái dòng sản phẩm bare bone laptop như vậy và cho bạn có thể gọi là build laptop luôn, giống như build PC vậy đó. Tức là chọn RAM, chọn chip nè, chọn card màn hình, đúng ý mình luôn. Thì cái khái niệm đó á, ở châu Á nói chung cũng như Việt Nam nói riêng á, thì nó không thực sự quá nổi tiếng. Và người tiêu dùng Việt Nam thì họ cũng chưa có cái nhu cầu đó. Đúng, chưa có cái nhu cầu đó. Thì mình nghĩ là số lượng những người Việt Nam mà muốn tiệm cận tới vấn đề này nó không nhiều đâu. Người ta chỉ cần một cái laptop cấu hình ABC. Đúng. Và cũng thương hiệu ABC. Đó, nó chỉ như vậy thôi. Và thương hiệu nổi tiếng thì người Việt Nam rất là chuộng. Cho nên là đó. Cho nên là các bạn sẽ thấy là cái chuyện customize laptop ở tại Việt Nam nó không có nổi bật. Đó là lý do tại vì sao mà những cái hãng Aftershock nó lại không có mặt ở tại Việt Nam là vậy. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay là của bạn Lê Huỳnh Đức. Bạn có hỏi là cho GVN, cho mình hỏi là tại sao mình dùng SD SATA 3 mà nhiều người nói là chỉ tốn khoảng 10 giây để boot win thành công, nhưng khi mình khởi động đến tận hơn 20 giây mới xong. Vậy có lý do gì không ạ? Mình dùng SD Samsung 860 EVO SATA 3. Cảm ơn GVN rất nhiều. Thứ nhất á, về quá trình boot, tức là BOST á, sẽ viết tắt của chữ Power On Self Test. Tức là trong cái lúc quá trình này á, là cái máy tính của bạn nó đang kiểm tra mọi cái linh kiện ở trong đó, từ RAM tới các fast mode, tới CPU, rồi tới main v.v. thì khi đó nó mới bắt đầu khởi động lên, thì đó là quá trình kiểm tra. Các bạn sẽ để ý là những cái mainboard hoặc là những máy tính mà các bạn gắn nhiều linh kiện á, quá trình boot này nó sẽ gọi là lâu hơn bình thường một chút xíu. Chẳng hạn như các bạn lấy một cái con main B360 và một cái con main X299, các bạn sẽ thấy là cái main X299 á, nó hầu như trong mọi trường hợp đều khởi động lâu hơn một cái main B360 đó. Thì đó là về cái quá trình boot. Còn cái quá trình tiếp theo là quá trình boot, tức là khi này máy tính của bạn nó sẽ khởi động Windows lên á, tức là đang load Windows từ ổ cứng lên á, thì quá trình này nó sẽ diễn ra từ lúc mà máy của bạn nó hiện cái logo của cái main lên cho đến khi mà nó hiện xong cái màn hình Windows. Đó, nó chỉ là vậy thôi. Thì đó là lý do tại sao các bạn thấy là những cái máy đôi khi các bạn vẫn gắn SD hoặc những cái máy của tôi mua hả cả 100 triệu luôn nhưng mà tại sao nó vẫn khởi động lâu hơn bình thường. Đó chính là về cái nguyên nhân. Đó là về cái câu hỏi này, các bạn lên rất là nhiều. Vừa rồi là những cái câu hỏi rất là hay của anh em trong tuần vừa qua. Và đúng là bọn mình đang trải nghiệm một cái chuyến đi khá là rất là vui ở Đà Lạt, nhưng mà câu hỏi của anh em hấp dẫn quá. Không thể chờ được. Đúng rồi, cho nên là mặc dù là vẫn đang đi chơi nhưng vẫn không thể quên được cái chuyện là phải trả lời ngay cho các bạn. Và cùng lúc đó là có cái scene rất là đẹp ở đằng sau và mình nghĩ lên hình sẽ rất là đẹp. Cho nên là bây giờ thời tiết Đà Lạt đang rất là lạnh rồi các bạn, mình nghĩ là đâu đó khoảng 18 độ rồi. Rất là lạnh. Nên là thôi, chúng ta sẽ cùng nhau kết thúc video clip về đây. Đừng quên bấm like, share, subscribe cũng như chia sẻ bạn bè cùng xem. Còn bây giờ thì bọn mình sẽ cùng nhau vào trong nướng BBQ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, let's go. Guillotine, draping melters in, taking beams, yeah. Go to those extremes, let's go. Parliament, calamari wins, yeah. Parlay in Vegas, we was in attendance, let's go.